Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đường Phố Sài Gòn Vlog. Kênh Đường Phố Sài Gòn Vlog chuyên đăng tải những hình ảnh về đường phố Sài Gòn, cũng như chia sẻ đến quý cô bác anh chị những cái gì nóng nhất đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay thì giờ là khoảng 9 giờ sáng đó các anh chị. Em đang có mặt trên đường Nguyễn Văn Đậu. Đường Nguyễn Văn Đậu thì nó dài giữa hai quận, quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận các anh chị. Đường Nguyễn Văn Đậu thì bắt đầu từ đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và kết thúc ở đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh các anh chị. Thì em đang đi từ hướng Phan Văn Trị đi qua đường Phan Đăng Lưu. Đường Nguyễn Văn Đậu này thì cũng không quá dài, cũng tầm khoảng 3 km thôi các anh chị, nhưng mà cái đoạn đường nhỏ dẫn giữa hai quận nên cũng đông đúc xe cộ và rất là buôn bán, rất là tấp nập. Thì hôm nay em xin gửi đến các anh chị, những anh chị nào đã từng sống, làm việc và từng đã đi qua cái con đường Nguyễn Văn Đậu này thì hãy ngắm nhìn lại những cảnh đẹp và những góc phố, con đường xưa của đường Nguyễn Văn Đậu nha các anh chị. Con đường Nguyễn Văn Đậu này thì nó nằm bên phía Bình Thạnh thì nó không có phát triển, không có sầm uất bằng phía bên Phú Nhuận các anh chị. Thì lúc nào cũng vậy, cái quận Phú Nhuận thì đó là quận trung tâm nên nó sẽ sầm uất, sẽ nhìn nó đẹp và đông đúc người hơn là của quận Bình Thạnh. Quận Bình Thạnh thì nói chung là nó cũng là vùng ven hơn quận Phú Nhuận đó các anh chị. Ở đây thì người ta làm bô xe đấy, bô xe Honda, bô độ các kiểu. Chị nào muốn gắn cái bô nghe tiếng nổ ngon, nổ giòn, nổ như xe phân khối lớn thì đến đây làm cho mình một cây bô xe Honda nghe rất là giòn tay. Ở đây là giao lộ Lê Quang Định, Nguyễn Văn Đậu đó các anh chị. Lê Quang Định thì quẹo phải sẽ chạy về hướng Phạm Văn Đồng, và quẹo trái thì các anh chị sẽ đi vào quận Bình Thạnh luôn đó các anh chị. Ở đây là thuộc phường 7, quận Bình Thạnh nha các anh chị. Chỗ này có một cái vòng xoay, một cái bồng binh nhỏ ngay chỗ đây. Vào phải thì các anh chị đi vào đường, đi vào một cái hẻm nhỏ thôi. Em tiếp tục đi trên đường Nguyễn Văn Đậu đây. Các anh chị càng đi về hướng quận Phú Nhuận thì xe cộ một ngày nó sẽ đông hơn, cảnh buôn bán nó cũng sẽ tấp nập hơn đó các anh chị.
Ở đây là giao lộ Nguyễn Văn Đậu, Hoàng Hoa Thám, mình vừa mới chạy qua đó các anh chị. Hoàng Hoa Thám thì sẽ có một cái ngôi chợ Hoàng Hoa Thám cũng rất là lớn, rất là sơm tụ. Chợ Hoàng Hoa Thám thì cũng chuyên bán hàng si với các anh chị, hàng si, gọi là hàng si, hàng xài rồi các anh chị, quần áo rồi giày dép túi sách, nói chung là hàng thời trang mà xài rồi bán, buôn bán vào buổi tối cũng tấp nập, cũng đông đúc lắm các anh chị. Em thì cũng không rành về Sài Gòn lắm, cũng là thế hệ đi sau, thì em chia sẻ về những con đường phố Sài Gòn, thì cũng có một số anh chị đóng góp thêm ý kiến cũng như là comment bổ sung thêm thông tin cho em được biết. Thì em cảm ơn anh chị rất là nhiều, bởi vì chỉ có các anh chị thế hệ trước thì biết nắm rõ về Sài Gòn, rõ về những cái tuyến đường mà em đã đi qua, cũng như hồi xưa trên con đường này có món gì ngon, có điểm nhấn gì, hay là tên đường cũ là tên đường gì. Thì những cái thế hệ trước thì rất là rành, và thì cũng comment bổ sung thêm thông tin cho em biết, thì em cũng xin thành thật cảm ơn rất là nhiều. Bởi vì em là thế hệ sau rồi cũng biết, do mình sống ở Sài Gòn lâu thì mình cũng biết được một phần của cái hiện tại thôi, rồi cũng qua báo đài những thông tin xưa về Sài Gòn thì cũng lưu lại cũng không có nhiều. Chính vì vậy mà cái sự hiểu biết thì cũng hạn hẹp, nhờ sự đóng góp, sự bổ sung của các anh chị làm cho em có thêm kiến thức về Sài Gòn xưa. Và em cũng cảm ơn rất là nhiều ạ. Ở đây là cơm chay Thiền Viên đây. Các anh chị thấy hôm nay là ngày rằm đó các anh chị, quán cơm chay rất là đông. Và tới đây thì cũng là tới cái đoạn đường Phan Đăng Lưu. Phan Đăng Lưu thì cũng đã kết thúc cái con đường Nguyễn Văn Đậu nha các anh chị. Bây giờ em sẽ quẹo phải đi về hướng ngã tư Phú Nhuận nha các anh chị. Phan Đăng Lưu thì cái đoạn này buôn bán xe cũ rất là nhiều các anh chị. Người ta buôn bán xe cũ rất là nhiều, buôn bán xe gắn máy, xe đã qua sử dụng. Đây có một cái đình, một cái đình cũ, một cái đình cổ đó các anh chị. Cái con đường Phan Đăng Lưu này thì nó rất là dài, nó bắt đầu từ ngã tư Phú Nhuận, xe chạy dài tới chợ Bà Chiểu đó các anh chị. Chợ Bà Chiểu thì dọc theo cái con đường này người ta bán hàng, bán xe máy cũ rất là nhiều. Ngày hôm nay sẽ chia sẻ với anh chị đến cái con đường, trực tiếp cái con đường này. Ở đây là Thích Quảng Đức, và Thích Quảng Đức Phan Đăng Lưu đây các anh chị. Thì em đang đi hướng, đây là hướng từ chợ Bà Chiểu, em đi hướng về ngã tư Phú Nhuận nha các anh chị. Một con đường Phan Đăng Lưu, gửi đến các anh chị một chút về đoạn đường Phan Đăng Lưu này để cho anh chị xem cũng như là ngắm nhìn lại Sài Gòn của mình lúc này như thế nào. Dạ. Sài Gòn thì tình hình dịch bệnh cũng không quá là căng thẳng các anh chị, nên các anh chị thấy đường xá cũng đông đúc và mọi việc cũng mua bán bình thường, không có cái gì phải gọi là cách ly, chỉ là giãn cách xã hội, cấm tụ tập trên 30 người, rồi giãn cách xã hội chút xíu, gọi là ngồi giữ khoảng cách, nói chung là giữ khoảng cách để mà an toàn về dịch bệnh đó các anh chị. Và đây là giao lộ Phan Xích Long và Phan Đăng Lưu các anh chị, chứ không phải là cách ly toàn xã hội hay là cách ly thành phố vậy các anh chị, chỉ là ngồi thì mình nên giữ khoảng cách 2m để mà đảm bảo cho mình thôi, rồi ra đường đeo khẩu trang. Và khẩu trang là bắt buộc nha các anh chị. Ra đường mà không đeo khẩu trang thì khi gặp lực lượng chức năng thì người ta cũng phạt tiền từ 1 đến 300 ngàn, nên đã bắt buộc là mình cũng phải đeo khẩu trang. Nói chung thì đeo khẩu trang đó là ý thức bảo vệ cho bản thân mình cũng như là ý thức bảo vệ cộng đồng. Bây giờ đi ra đường mà không đeo khẩu trang rất là ngại các anh chị, bởi vì
mình không đeo khẩu trang thì người ta cũng ngại tiếp xúc gần với mình, người ta gặp mình người ta cũng né né. Nên nói chung là bây giờ khẩu trang không thể thiếu trong cuộc sống. Khẩu trang mọi lúc mọi nơi để bảo vệ sức khỏe bản thân và cũng như là bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Anh chị nãy giờ để ý thấy hai bên đường người ta bán xe cũ rất là nhiều các anh chị. Trường Kinh Thánh Cơ Đốc. Phía trước mặt các anh chị đây là ngã tư Phú Nhuận nha các anh chị. Đây là ngã tư Phú Nhuận. Mình sẽ quẹo trái đi vào đường Phan Đình Phùng, quẹo phải sẽ đi Nguyễn Kiệm, đi về hướng Gò Vấp đó các anh chị. Mình đi thẳng thì sẽ vào sân bay, còn quẹo trái đi đường Phan Đình Phùng thì sẽ vào trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đó gọi là ngã tư Phú Nhuận. Ở đây là đường Phan Đình Phùng đây. Một em nay em đi thì theo cái cung đường của em chia sẻ hình ảnh về thành phố Hồ Chí Minh. Đã thì tình hình dịch Covid ở Việt Nam, ở Đà Nẵng và ở một số tỉnh của miền Trung và Hà Nội thì cơ bản thì cũng đã gọi là kiểm soát được rồi các anh chị, bởi vì số người nhiễm ngày càng giảm. Số người nhiễm thì ngày càng giảm, cũng không có tăng như mấy ngày trước. Và hy vọng là 1-2 tuần tới thì sẽ kiểm soát được tất cả dịch bệnh ở Việt Nam và mọi việc trở lại hoạt động như xưa. Dạ, đây là đường Nguyễn Trọng Tuyển nha các anh chị. Dạ, Nguyễn Trọng Tuyển, Phan Đình Phùng. Các anh chị quẹo phải vào Nguyễn Trọng Tuyển thì các anh chị sẽ đi về khu vực chợ Phạm Văn Hai, đi về khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả đó các anh chị. Các anh chị sẽ đi đường Nguyễn Trọng Tuyển thì sẽ về những cái khu vực đó. Và trước mặt các anh chị đây là đường Huỳnh Văn Bánh, thì Huỳnh Văn Bánh về phải vào Huỳnh Văn Bánh rồi các anh chị sẽ đi về khu Lê Văn Sĩ và đi về khu nhà thờ Ba Chuông, đi về sông Thị Nghè các anh chị. Đặc biệt là đi về khu vực nhà thờ Ba Chuông, những cái nơi mà các anh chị có thể biết, những cái nơi nổi tiếng đó, đây em giới thiệu đến các anh chị có thể nắm được qua thì các anh chị sẽ hiểu được cái cung đường đi nó sẽ như thế nào. Trên đường Phan Đình Phùng thì cũng có một cái ngôi chợ các anh chị, đó là chợ Phú Nhuận. Chợ Phú Nhuận nằm trên đường Phan Đình Phùng. Nghe nói chợ Phú Nhuận thì tưởng là một cái chợ lớn, nhưng thật sự ra cái chợ Phú Nhuận này cũng không có lớn lắm các anh chị. Nhưng mà nó có mặt rất là lâu đời rồi, hồi xưa thì bao nhiêu đó gọi là rộng lớn đủ sử dụng. Còn ngày nay thì do dân số mình là đông quá nên nhìn cái chợ thì nó có vẻ là không lớn. Nhưng mà các anh chị biết rồi, ở Sài Gòn mà diện tích thì đất chật, đất hẹp, người đông, nên là không thể nào mà mở rộng cái chợ ra được, nên chỉ duy trì cái chợ như vậy đó các anh chị. Thì bây giờ em cũng đi một vòng từ Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh rồi đi qua Phan Đăng Lưu rồi đến Phan Đình Phùng, đi vào trung tâm quận 3, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng gửi đến anh chị những hình ảnh thân thuộc, thân quen ngày nào cho các anh chị ngắm nhìn, đỡ nhớ lại Việt Nam trong cái mùa dịch mà các anh chị còn kẹt ở nước ngoài chưa về Việt Nam được thì xem cho đã nhớ. Trước mặt các anh chị đây là cái cầu Kiệu nha. Cầu Kiệu, một trong những cầu nổi tiếng ở thành phố xưa giờ, nhưng mà bây giờ thì do cải thiện môi trường, sông Tuy Nghè cũng đỡ rồi nên cầu Kiệu cũng đỡ mang tai tiếng như hồi xưa nha các anh chị. Thì đến cái cầu Kiệu này thì em cũng xin kết thúc đoạn video clip ở đây và hẹn gặp lại quý cô anh chị ở những video tiếp theo nhé. Những video rong ruổi khám phá đường phố Sài Gòn và những cái gì nóng nhất đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.
Dạ em xin chào và hẹn gặp lại ạ.